Chủ tịch Quốc hội bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Ấn Độ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc vừa qua và những nội dung chính trong chuyến thăm chính thức tại Ấn Độ. Chuyến thăm lần này nhằm góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa, nhất là các lĩnh vực trụ cột của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.